Xin chào hai vị giám khảo, chào anh MC và chào tất cả khán giả có mặt trong buổi ngày hôm nay. Thanh Búc xuất hiện là Trấn Thành đã tặng 2 triệu rồi đó. Thanh xuân chiếm trọn trái tim anh, đôi mặt đồ đẹp, thấy không? Hợp lý, nhẹ nhàng, lịch sự, đàng hoàng. Đó, phải vậy thì phải vậy chứ. Yêu thương mình mọi vậy? Wakaranai. Cái gì? Em không biết tiếng Hàn. Trời ơi, gì mà bận biết tiếng gì? Em biết tiếng Nhật. Trời ơi, biết tiếng Nhật mà vẫn hết bốc lên. Tại em thích đồ Hàn Quốc mà em thích tiếng Nhật. Oh, ngộ ha. Biết tiếng Nhật là phải mặc cái bộ Tokyo chứ hả? Bộ kimono ra Tokyo. Bận nguyên cái thành phố người ta vô. Cho nó vui. Thoải mái chưa? Dạ chưa, ngu quá. Bây giờ luôn. Em nói với mấy anh chị trông có người nào ra đây đứng tim không? Rồi đứng chỗ không? Bây giờ thôi, tim đang mệt đúng không? Chạy bộ đi. Dạ, dạ. Chạy bộ hả? Ừ, chạy bộ cho nó thoải mái. Dạ mang giày cao gót, chạy bộ cũng được. Ừ, vậy thôi, vui lại đi. Mình... Có chồng chưa? Ừ. Dạ. Có chồng chưa? Dạ có rồi. Chồng thương không? Dạ thương. Mà có gì bức xúc không, kể mọi người nghe đi. Nhà ghét ổng nhất cái điểm nào, nói luôn, nói xấu luôn rồi tôi tư vấn tâm lý cho. Dạ ghét nhất ở cái điểm mà hay nói em giống gà công nghiệp. Sao nói mày giống gà công nghiệp? Tại em nói nhiều quá. Hả? Em nói nhiều. Gà công nghiệp nào nói nhiều? Gà công nghiệp nào nói nhiều? Ồn ào á, ồn ào giống như cái chùi gà công nghiệp á, người ta ồn ào á. Em nhà ổng ít nói lắm. Ổng làm bên điện, ổng ít nói lắm, khô cằn lắm. Điện gì? Điện cháy nè. À, điện cháy. Điện lực đó hả? Điện lực thôi em, đừng nói điện cháy, hồi nó cháy vừa quay thiệt chết. Rồi, vui rồi, thi đi. Dạ, giờ thi luôn hả? Vậy thôi, để năm sau thi. Em thi, em có thể nhờ trợ diễn được không? Được. Em nhờ anh Trường Giang lên trợ diễn với em. Với lại anh Tiến Luật á. Nhưng cho em đóng làm vai mẹ của hai người luôn. Được, mà. Rồi Luật xuống con. Dạ dạ không, anh Tiến Luật cứ ngồi trên đó. Tiến gì qua này. Anh Luật cứ ngồi trên đó, còn anh thì lên đây. Dạ đúng rồi. Nhỏ nói dễ hiểu ghê. Đây đóng vai ba hay sao? Dạ. Trấn Thành đóng vai ba hả? Chắc, dạ. Là anh có được quyền nói không hay là anh im lặng? Có quyền nói nhưng mà hít nói ít thôi đúng không, để cho em nói đúng không? Dạ, không biết tỉ như em hỏi thì nói. Em hỏi cái anh cũng vớt giùm em cho em lên cốt truyện á. Dạ mẹ, trời ơi, vớt giùm em cho em lên cốt truyện. Dạ mẹ, con đây. Dạ em xin lỗi nha, tại dạ. Đi, anh sẽ giúp đỡ em kiếm được 10 triệu. Móc méo không anh? Anh Trấn Thành ơi, anh giúp đỡ em được 10 triệu. Con anh hứa là sẽ giúp cho em. Hả? Tào lao mà, ok. Trời ơi, bà ghi bùa. Bùa. Tài liệu photocopy sẵn. Bùa của chồng ghi hả? Dạ. Chồng ghi cho hả? Dạ không, chồng không biết gì á, em tốn lên toilet tập không á. Chồng ở đây có đi không? Dạ có, đi tới 11 người đó. Đâu? Ba mẹ chồng, ba mẹ ruột, rồi mấy cô bên nước ngoài về đi hết luôn, đi nguyên xe. Tự nhiên người ta hỏi chồng có đi không? Dạ có, đi tới 11 người, tôi tưởng mà có 11 người chồng. 11 người chồng hả trời? Dạ không, ý là... Nói chung là hai bên gia đình, bên nội, bên ngoại đều đi theo ủng hộ hết. Family. Dạ. Đi là full package luôn á. Nhà mình ở đâu? Chồng thì Tây Ninh, còn nhà thật thì ở nhà thật, nhà giả nữa hả? Nhà của ba má đẻ thì ở Bến Tre. Rồi, hôm nay từ Tây Ninh xuống đây? Dạ không, ở Dĩ An qua. Thi Ôi, địa lý bà cũng rối nữa, địa lý bà cũng rối nữa. Dạ tại vì em đang, hiện tại em đang ở Dĩ An. Rồi, hai chồng đang ở Dĩ An đúng không? Dạ. Rồi bắt đầu nha, vợ ông thợ điện. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Nghi Xuân ơi, con ở đây chứ Tuấn Luật đâu? Hả con? Tuấn Luật đâu con?
đây trời ơi, mà... tại sao con leo lên đó con ngồi xuống đây đi, trên đó điện không đó, một nó giật một cái là cháy hết không còn một cọng tóc luôn, con hiểu không? Lên đi, ba đang mẹ... chích điện ở trên đó. Con xuống đây đi, mẹ biết hai con ti là một dòng máu như hai số phận. Dạ. Đứa thì không được cao mà dạ. có tóc, còn đứa thì cao mà ôi trời ơi nói ra mà đau lòng. Nhưng tóc ít tóc nhiều miễn hai là đủ con. Tại sao con leo lên đó, con hãy xuống đây đi. Nhưng mà thật sự đó không phải là lỗi của mẹ. Lỗi là lỗi của cha nó. Tại cha nó mà ra nè, chứ không phải là tại mẹ mày và mẹ mày. Ông, mẹ xin lỗi. Thật sự là mẹ lỡ dùng từ mày. Nó không phải là mẹ. Dạ. Mẹ của con mà lo là lúc đó là mẹ thèm ăn hộp thịt lộn mà không mua cho mẹ. Mẹ ăn củ lùng mà không mua cho mẹ. Mà đi cho mẹ. Dạ. Hết giờ. Dạ. Dạ. Cha đã thấy mẹ rồi. Cha thấy mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ diễn cái gì vậy? Trời ơi trời, 3/4 tiểu phẩm của bạn tôi thấy cái đầm không. Không cho tôi dòm cái mặt bạn luôn. Trường Giang quay cái mặt bạn qua, bạn đẩy ra bạn quay ngược lại luôn. Ai... không cho thấy mặt là không cho thấy mặt rồi, cười cái gì? À dạ, tại em chỉ lên anh tiếng luật á. Thì nói à, chỉ vậy thôi rồi phải quay ra cho người ta coi. À, dạ vậy hả, tại em không biết á. Không biết phải không? Dạ. Rồi đi về năm sau biết. Cái điều này gia đình đang mong. Bye mẹ. Gia đình đang mong mẹ, đi này nha. Mời thí sinh tiếp theo. Rồi để Đại nó đi. Rồi mời hai bạn giới thiệu. Dạ em xin kính chào anh Trường Giang. Em xin kính chào anh Trấn Thành. Và em xin kính chào anh Tiết Luật. Chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Lợi. Em sinh ra ở mảnh đất Nha Trang. Và quê mẹ em là quận 5. Nhưng mà mẹ em thương ba em quá cho nên là em sống tuổi thơ ở Nha Trang. À, công việc hiện tại của mình là gì? Dạ quá khứ là em làm thiết kế bối cảnh cho TVC quảng cáo. À. Thì bây giờ em chuyển lên cũng TVC quảng cáo nhưng mà em làm sản xuất chương trình. Producer rồi hả? Dạ dạ. Rồi, mời bạn. Dạ em xin chào anh Trường Giang, anh Trấn Thành và anh Tấn Lực và dạ. toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Bạch Long, quê em ở Hậu Giang. Hôm nay là em đi phụ cho anh Hữu Lợi. Rồi, mình thi nha. Dạ chưa. Để trong kia thở không được đó. Dạ em có hai quà tặng luôn á. Tại vì em thứ nhất là một bức tranh. Em từ lúc mà cách đây thông báo đổi